tổng liên đoàn lao động việt nam đã có văn bản gửi bộ giao thông vận tải về việc đề nghị tạo điều kiện hoàn vé phương tiện vận tải cho công nhân viên chức lao động về quê ăn tết nguyên đáng tân sửu Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều công nhân lao động đã chọn phương án ở lại địa phương đang làm việc để đón Tết và trả lại vé phương tiện đã mua trước đó. Để giúp người lao động giảm bớt khó khăn, nhất là trong năm 2020, khi phần lớn người lao động bị tác động bởi COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng vận tải, doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải tạo điều kiện thuận lợi để công nhân viên chức lao động được hoàn trả tiền đặt cọc mua vé hoặc hoàn trả lại vé đã mua. Hỗ trợ người lao động hoàn trả vé cùng là giải pháp có phần sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, để nhân dân cả nước được đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm, an toàn.